Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sam ngọc nhà mình nha. Hồi này sống khỏe rồi. Hồi này đường kế hay của nó này. Một nửa mặt bên đây á, là lũa nha. Lũa nguyên rinh, không tác động máy móc luôn, chỉ có lên màu thôi. Còn phần bên đây, một nửa đây là sống nha. Cây rất là duyên luôn. Nhưng mà chung cốt cho mình nha. Cây này có mã số là 176. Có số đo hòn gốc đây là 38 nha. Cao là 64, tính từ mặt chậu mình lên tới đỉnh nha. Cây đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 28. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 950 bao ship cả chậu nha. Một cây sam ngọc. Đây, bán lũa luôn. Lũa nè. Một nửa bên đây là lũa nha. Lũa nghiêng rinh luôn nhà mình. Không tác động gì hết nha. Liền cốt. Đúng là thiên nhiên tự tạo nha mình. Thiên nhiên ban tặng này. Lũa nhìn rất là phê luôn. Sam ngọc nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ý thì ủng hộ luôn. Rồi mã số 176. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 950 bao ship nha. Cả chậu nhựa nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.